nhiều người thì có thể là không thích vẽ bởi vì là mọi người cảm thấy nó hơi mất thời gian, và với mình thì cũng thế, mình rất là ưa thích cái công việc làm nail và phải làm nhanh và những cái dụng cụ hỗ trợ cho mình tối đa để mình có thể hoàn thành bộ nail nhanh nhất nhưng mà vẫn phải đẹp nhất và mang tính chất của riêng mình. Với những cái bộ nào mà mọi người có hình vẽ thì chắc chắn là sẽ chỉ có mình mới vẽ những hình như thôi, còn người khác vẽ thì sẽ mang theo cái phong cách của người khác. Đó là lý do vì sao mà cái vẽ là mình không bao giờ mình bỏ qua, lúc nào mình cũng thích cái việc là vẽ lên móng tay của khách. Thế nên mọi người cùng tham khảo cái cách mình vẽ bướm nhé. Cái bộ môn vẽ bướm thì gần như là rất là quen thuộc với mọi người, hầu như là ai mới học nghề thì cũng đều phải trải qua cái bộ môn này. Thì mình sử dụng cái cọ vẽ nét hai đầu bằng lông thật để mình vẽ, bởi vì cái này nó, cái cọ này nó rất là mềm, nó sẽ hỗ trợ mình vẽ rất là nhanh. Thì muốn vẽ được con bướm đẹp thì mình phải hiểu được cái bố cục của cái con bướm mà các bạn định vẽ. Mình có thể lấy những cái mẫu trên mạng mình tham khảo trước, sau đó mình sẽ chia ra cái, mình nhìn cái mẫu này cánh bướm người ta vẽ hai cái cánh trên và cánh dưới bằng nhau thì mình sẽ vẽ cái khung bướm trước, sau đó thì vẽ tô cái viền nó đậm lên để tán được cái màu đen cho nó nhạt đi. Thì mình cứ để nguyên cái nét vẽ mà mình vừa mới vẽ xong á, mình dùng cái bút mình chấm một chút gel, cái gel nước ấy hoặc là gel trong trong thôi, thì mình sẽ kéo cái màu sơn gel mình vừa vẽ xong ấy, mình kéo dài tay ra thì để cho nó có cái độ loang màu, sau đó thì mình tô màu lên con bướm rất là đẹp và nhanh, và mình rất là thích cái cách này.